Xin chào các bạn đã đến với Hải Nam Telecom. Đối với việc lắp đặt camera, bạn thường chú trọng vào những tiêu chí nào? Chất lượng hình ảnh, tính năng hay góc quan sát của camera? Nếu bạn đặt tiêu chí góc quan sát camera lên hàng đầu thì đừng vội bỏ qua video này nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu top 5 camera wifi không dây có góc nhìn rộng chuyên sử dụng cho các vị trí trong nhà và ngoài trời, đảm bảo đáp ứng từ nhu cầu cơ bản đến nâng cao mà giá thành chỉ từ 537.000 đồng tại Hải Nam. Việc lựa chọn một chiếc camera có góc nhìn rộng sẽ giúp bạn giám sát khu vực toàn diện hơn, hạn chế tình trạng khuất tầm nhìn do góc nhìn camera quá hẹp. Và để chọn được dòng camera có góc nhìn rộng, bạn cần chú ý đến tiêu cự của ống kính. Nếu tiêu cự của ống kính càng nhỏ thì góc nhìn sẽ càng rộng và quan sát khá ngắn. Còn nếu tiêu cự càng lớn thì góc nhìn sẽ càng hẹp và quan sát khá xa. Trong đó, tiêu cự ống kính camera quan sát nhỏ nhất là 2.8mm. Chúng cho góc quan sát lên đến 130 độ. Và đây cũng chính là tiêu cự của mẫu camera đầu tiên mà mình muốn giới thiệu. Đó chính là IMAO Q2. Có mã là C22EB. Mẫu camera này khá nhỏ gọn và được trang bị độ phân giải 2ME cho chất lượng hình ảnh đạt Full HD 1080. Tuy không có tính năng xoay 360 độ như các dòng camera wifi trong nhà khác, nhưng chúng có góc nhìn khá rộng lên đến 130 độ nên có thể nhìn bao quát khu vực khi đặt cố định ở một chỗ. Ngoài ra thì IMAO Q2 còn hỗ trợ quan sát ban đêm với tầm xa 12m, hỗ trợ trò chuyện 2 chiều từ xa với điện thoại, hỗ trợ cảnh báo chuyển động bằng còi tại chỗ và cảnh báo qua điện thoại giúp bạn phòng chống trộm kịp thời. Đặc biệt, tuy sử dụng ống kính 2ME nhưng C22EB cũng được áp dụng chuẩn nén H265, giúp tiết kiệm dung lượng lưu trữ lên đến 50% so với chuẩn H264. Mẫu camera thứ hai là EZ-Fix C6 phiên bản 4ME. Đây là mẫu camera wifi trong nhà có tiêu cự ống kính là 4mm, cho góc nhìn rộng 79 độ ngang và 92 độ chéo với khoảng cách nhìn rõ mặt là 3m. Về tính năng thì EZ-Fix C6 còn có khả năng nhìn ban đêm ở tầm xa 10m với chất lượng siêu nét 2K. Bên cạnh đó thì C6 2K được tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến, điển hình là công nghệ AI nhận diện người và khả năng tự động zoom 4x khi phát hiện người. Điều này giúp bạn hình dung rõ đối tượng bước vào nhà. Đặc biệt, bạn có thể vẫy tay chiếc ống kính camera để thực hiện cuộc gọi video đến điện thoại một cách nhanh chóng khi có việc khẩn cấp. Đối với mẫu EZ-Fix C6 có góc nhìn rộng không bằng C22EB, tuy nhiên chúng được hỗ trợ thêm tính năng xoay 360 độ theo hai phương, với góc xoay ngang là 350 độ và xoay dọc là 55 độ. Nên sẽ giúp bạn tiện là chuyển đổi góc quan sát từ xa trên điện thoại ngay khi cần. Hoặc bạn hãy sử dụng tính năng theo dõi chuyển động để khi có người bước vào khu vực, camera sẽ tự động di chuyển bám theo người nhằm ghi lại mọi diễn biến tại khu vực. Tiếp đến là mẫu IMAO F42FB sử dụng ống kính có tiêu cự 2.8mm cho góc nhìn lên đến 125 độ. Và đây là mẫu camera wifi có góc nhìn rộng chuyên sử dụng cho ngoài trời nên chúng được thiết kế khép kín theo tiêu chuẩn IP67 giúp chống nước kháng bụi hiệu quả. IMAO F42FB có khả năng ghi hình màu ban đêm hoặc nhìn đêm với hình ảnh trắng đen bờ hồng ngoại cách tầm xa 30m. Bên cạnh đó thì F42FB cũng được tích hợp khá nhiều tính năng như ghi âm khu vực, hỗ trợ cảnh báo đến điện thoại và nháy đèn khi phát hiện có người bước vào khu vực, vừa giúp bạn phòng chống trộm kịp thời vừa xua đuổi kẻ gian bỏ đi khỏi khu vực vì sợ bị phát hiện. Mẫu camera thứ tư đó chính là EZ-Fix C8BF 2MP. Đây là mẫu camera wifi 360 độ ngoài trời đầu tiên của nhà EZ-Fix có dùng ống kính kép với tiêu cự là 2.8mm, vừa cho góc quan sát rộng, vừa cho hình ảnh chuẩn màu sắc với chất lượng hình ảnh đạt Full HD 1080. Bên cạnh đó thì C8BF còn được tích hợp hồng ngoại tự động bật với tầm xa 30m giúp bạn quan sát ban đêm hiệu quả. Nhờ sử dụng ống kính kép nên C8BF có hỗ trợ tính năng zoom gấp 8 lần cho ra hình ảnh chân thật. Ngoài ra chúng còn hỗ trợ một số tính năng như xoay 360 độ với góc xoay ngang là 340 độ và xoay dọc là 80 độ, đàm thoại 2 chiều, phát hiện người bằng AI và cảnh báo đến điện thoại. Hơn nữa thì C8BF còn được nâng cấp bộ nhớ lên đến 512GB và hỗ trợ chống nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP65. Theo mình thấy thì mẫu EZ-Fix C8BF đã đáp ứng khá tốt nếu bạn có nhu cầu tìm kiếm một chiếc camera wifi ngoài trời có góc nhìn rộng và đầy đủ tính năng. Tuy nhiên, vẫn còn một mẫu camera cao cấp hơn, không chỉ mang đến góc nhìn rộng nhiều tính năng mà còn giúp giám sát khu vực với chất lượng ảnh siêu nét UHD 3K. Và mẫu camera đó chính là EZ-Fix H8 Pro 3K. Tuy tiêu cự ống kính camera này là 4mm cho góc nhìn hẹp hơn so với EZ-Fix C8BF, nhưng bù lại chúng được trang bị khá nhiều tính năng và được nâng cấp ống kính lên đến 5ME. Đây được cho là mẫu camera wifi 360 độ ngoài trời cao cấp nhất hiện nay, và chúng được cải thiện nhiều tính năng đặc biệt như vẫy tay trước ống kính để thực hiện cuộc gọi video đến điện thoại, có tích hợp AI nhận diện dáng người và xe, đồng thời cảnh báo ngay về điện thoại khi phát hiện, hỗ trợ phát còi và nhấp nháy đèn để hù dọa kẻ gian bỏ đi khỏi khu vực. Đặc biệt, bạn hãy ghi âm một đoạn thoại để H8 phát khi có người đến gần. Bên cạnh đó thì H8 Pro cũng hỗ trợ các tính năng cơ bản như quan sát ban đêm có màu, quay quét 360 độ theo phương ngang dọc, theo dõi chuyển động, hỗ trợ chuẩn nén H265 cùng dung lượng lưu trữ lên đến 512GB, mở ra không gian lưu trữ khá lớn. Về giá thành thì các mẫu camera wifi góc rộng có giá dao động từ 537.000 đồng đến 1,6 triệu đồng. Tuy nhiên, giá có thể thay đổi theo từng thời điểm, do vậy mình sẽ không báo giá trực tiếp qua video này.
Bạn hãy nhấp vào link bên dưới phần mô tả để tham khảo trực tiếp giá và các chương trình khuyến mãi nhé. Vậy là mình đã giới thiệu qua top camera wifi không dây góc nhìn rộng với giá chỉ từ 500.000 đồng rồi. Hy vọng qua video này bạn hãy chọn được một chiếc camera giám sát góc rộng phù hợp nhất với mình. Nếu có bất cứ thắc mắc gì về các mẫu camera này thì có thể để lại bình luận bên dưới để Hai Nam tiện giải đáp cho bạn ngay nhé. Nếu thấy video này hay thì cho mình xin một like. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, nhấn nút chuông kế bên để nhận thông báo khi Hai Nam ra video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.